Với mục tiêu thực hiện đồng bộ các giải pháp triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lĩnh vực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân thành phố vừa có quyết định số 692 về ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của thành phố. Chương trình đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 ở 8 lĩnh vực cụ thể, gồm quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng vốn đầu tư công, quản lý chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý sử dụng tài sản công, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quản lý sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành, đoàn thể, hội đặc thù, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, xã phường, thị trấn xây dựng chương trình kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của cơ quan đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.